Cô nói đi, cô làm cái gì mà cô mua mỹ phẩm một tháng tốn mấy triệu bạc vậy hả? Con mua mấy cái cần thiết mà mẹ. Cần thiết hả? Hay là cô lấy tiền của chồng cô đi tiêu xài phung phí ngoài đường kìa. Thôi mà mẹ, em mua cái gì em nói cho mẹ biết đi. Thế là mấy nay da con có sạm đi, con bị ăn nắng nhiều á, cho nên con mới mua mấy loại kem để dưỡng trắng cho nó tươi tắn hơn. Tươi tắn? Cô cứ nghĩ mình có tiền mình bỏ ra là được tươi tắn làm đẹp được hả? Mẹ nói chuyện kỹ quá. Vợ con chăm sóc cho bản thân mình là đúng mà. Anh á, lúc nào cũng bênh vợ chầm chậm chập á. Cái kiểu này á, sớm muộn thì cái gia đình này cũng tan nát mà thôi. Em đừng có buồn. Mẹ giận mẹ nói vậy thôi chứ mẹ thương em lắm. Anh mua cái này cho em nè. Đây, tắm trắng Lion 30 giây. Cái này tốt lắm nha, tẩy tế bào chết nè, giúp trắng da sáng da, ngay lần đầu tiên sử dụng. Em xài đi, bảo đảm á, đẹp lắm luôn. Cảm ơn chồng nha. Đây, sữa của mẹ đây. Ủa, sao hôm nay da cô trắng trẻo mà đẹp này? Dạ đây, con thấy sản phẩm này người ta nói là hiệu quả, con dùng thử, ai ngờ hiệu quả thiệt. Đúng rồi, phải dùng mấy cái thứ như này này, tốt này. Chứ đừng mua ba cái thứ trôi nổi ngoài thị trường, tốn tiền mà mang rước họa vào thân á. Thì con nghe lời mẹ, con tìm hiểu kỹ dữ lắm á. Cái này nha, vừa trắng vừa mịn mà còn an toàn, lại còn tiết kiệm thời gian nữa. Cho nên là con thấy cũng tốt á. Thì hiệu quả tốt cô cứ xài, tôi đâu có khắt khe với cô làm cái gì đâu. Dạ con biết rồi.